Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác. Chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah. Quả thật, ông Jonah đã làm một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy." Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng. Mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Kính chào anh chị em. Chúng ta cùng suy niệm bài phúc âm của ngày thứ hai tuần 28 thường niên. Trong đoạn phúc âm, anh chị em vừa nghe Chúa Giêsu khiển trách dân Do Thái vì họ đã không nhận ra Chúa Giêsu lời hàng sống của Ngài, trong khi ngày xưa thì dân thành Ninive nghe Jonah, tiên tri Jonah cảnh báo thì họ đã sám hối, và bà nữ hoàng phương Nam đã nghe danh tiếng khôn ngoan của Salomon thì đã đến để nhận ra sự khôn ngoan của vua Salomon. Mà Chúa Giêsu thì còn hơn Jonah, còn hơn Salomon nữa. Nữ hoàng phương Nam là ai? Truyền thuyết kể lại rằng khi dân Do Thái ra khỏi Ai Cập trong cuộc xuất hành tiến vào sa mạc, thì có một số người Do Thái, đặc biệt là những người giàu, đã không tham gia cuộc xuất hành đó bởi vì họ thấy phiêu lưu quá. Họ ở lại trong đất nước Do Thái. Và khi biến cố biển đỏ xảy ra, quân đội Ai Cập bị tiêu diệt ở biển đỏ, thì người Ai Cập quay ra trả thù những người Do Thái còn lại trong đất nước Ai Cập. Thế là những người Do Thái đó cũng bắt buộc phải ra đi, và họ đã thành lập một vương quốc nhỏ là vương quốc Saba. Và từ đó thì có nữ hoàng Saba đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Kính thưa anh chị em, Chúa Giêsu khiển trách dân Do Thái vì họ không nhận ra những dấu chỉ của thời đại. Họ đã không nhận ra đấng cứu thế. Ngày hôm nay, Chúa Giêsu vẫn hoạt động rao giảng qua hội thánh mà loài người không nhận ra. Họ vẫn chạy theo các tà thần, tiền bạc, lạc thú, danh vọng, quyền lực. Họ không nhận ra lời khôn ngoan và hằng sống của Thiên Chúa qua hội thánh. Xin Mẹ Maria, Thánh cả Giuse chúc lành cho chúng ta, giúp chúng ta lắng nghe và thực hành lời Chúa hôm nay. Amen.